Đang giữa lúc băng cướp chuẩn bị cướp xe chở tiền, tự dưng có một cô gái xinh đẹp tiến lại gần. Tên cướp cảnh báo: "Ê, bọn tao đang cướp đó." Cô gái liền đáp lại: "Không, tao mới là người cướp." Rồi chẳng để họ nói thêm câu nào, cô liền biến hình tay giơ cao liên tục bắn mấy tên cướp. Sau khi xử lý xong, cô bước tới chỗ đống tiền định gom về, thì bỗng từ đâu một anh chàng siêu nhân xuất hiện chặn ngay trước mặt. Anh nghiêm giọng: "Cô biết điều thì mau đầu hàng đi." Ngờ đâu cô chẳng mảy may đếm xỉa đến anh, còn phán một câu xanh rờn: "Cậu chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, về nhà mà uống sữa đi." Siêu nhân nghe vậy nóng máu lao vào tấn công cô, nhưng kết quả bị cô đá bay thẳng cánh. May mà ông bố siêu nhân kịp thời xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng giơ tay đã khống chế được cô nàng kiêu ngạo kia. Nhưng dẫu sao thì những người có siêu năng lực đang cố gắng liều mình để cứu thế giới này thực ra cũng chỉ là những con người bình thường, và số phận của họ đã bị thay đổi mãi mãi vào năm 1929 tại Chicago. Lúc đó nước Mỹ đang đứng trước bờ vực khủng hoảng kinh tế. Hai anh em thừa kế tập đoàn sắt thép khổng lồ tên là Walter và Sheldon đang xảy ra tranh cãi nảy lửa. Walter tốt nghiệp ngành kinh tế từ một trường đại học danh tiếng, đã dự đoán được thị trường chứng khoán Mỹ sắp lao dốc. Anh đề xuất với bố nên thắt lưng buộc bụng ngừng mở rộng kinh doanh để tránh rủi ro. Nhưng Sheldon lại nghĩ khác, bảo việc cổ phiếu tụt giá là cơ hội tuyệt vời. Cậu ta cho rằng, anh Walter lo chuyện viển vông, bây giờ là lúc mở rộng quy mô để chớp thời cơ. Cuối cùng Walter không thuyết phục được bố, và chỉ ít lâu sau vận mệnh đã tát vào mặt họ một cú đau đớn. Khủng hoảng tài chính ập đến, thị trường chứng khoán sụp đổ, việc đầu tư mù quáng đã khiến công ty phá sản. Những cú sốc liên tiếp làm bố họ không chịu nổi, qua đời ngay trước mặt Sheldon, để lại cậu em trong nỗi đau cùng cực. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Trên một tờ báo, Sheldon thấy bài viết nói về cái chết của chủ nghĩa tư bản, trong đó vạch trần bố anh đã tham ô tiền lương hưu của nhân viên, làm đủ mọi chuyện khuất tất. Người ta gọi ông là quỷ hút máu của tư bản chết không đáng tiếc. Sheldon trước giờ luôn tôn thờ bố anh, đương nhiên không chấp nhận nổi sự thật này. Anh tới tòa soạn làm loạn, nhưng đúng lúc ấy lại bị chảy máu mũi, bực bội quay về quyết định kiện cô nhà báo đã viết bài. Thế nhưng những lời của anh trai Walter sau đó đã phá nát mọi niềm tin của Sheldon. Hóa ra những gì báo viết đều là thật, bố họ đã lén lấy tiền lương hưu của nhân viên để mở rộng sản xuất. Số tiền của gia đình họ chẳng mấy chốc đã hóa thành tro bụi sau cơn khủng hoảng tài chính. Bố thì đã mất, Sheldon vốn tính tình ngu ngơ, cũng chẳng giúp được gì, nên mọi chuyện lúc này do một tay Walter lo liệu. Đầu tiên anh phải đóng cửa công trường rồi sa thải một loạt công nhân không cần thiết, chỉ có cách này mới mong cứu vãn được công ty. Sheldon với lòng thương người muốn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Nhưng khi đối mặt với thực tế phũ phàng, cuối cùng anh cũng đành hạ thấp lòng tự trọng, đích thân đến thông báo giải tán lực lượng lao động. Trong tang lễ của bố, khi Sheldon đang cúi đầu mặc niệm, thì đột nhiên cả cơ thể anh rung lắc rồi anh ngã lăn ra ngất xỉu. Trong cơn mê man, Sheldon thấy trước mắt mình hiện lên hàng loạt hình ảnh kỳ quái, giống như có một giọng nói bí ẩn đang gọi anh ra biển, để tìm một hòn đảo xa xôi. Sau khi tỉnh lại, Sheldon lập tức vẽ lại tất cả những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ, từng chi tiết một như thể bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình. Ngày hôm đó, người bạn thân của Sheldon là Job đến thăm. Vừa bước chân vào nhà, Job đã sửng sốt khi thấy căn phòng tối om, như nhà kho bị bỏ hoang, bừa bộn không thể tả. Sheldon vốn là một người lúc nào cũng gọn gàng, nay bỗng xuất hiện với bộ dạng râu ria xồm xoàm, trông phờ phạc và mệt mỏi vô cùng. Rõ ràng anh không còn là Sheldon mà Job từng biết. Gần đây Sheldon thường xuyên gặp những ảo giác về bố mình. Linh hồn của ông như hiện về mỗi đêm, thì thầm những lời làm Sheldon suy sụp tinh thần, thậm chí còn thấy hình ảnh của bố quanh quẩn khắp nhà. Job cũng nhận ra Sheldon thường ngồi lẩm bẩm một mình, dường như đang trò chuyện với ai đó mà chỉ mình anh ta biết. Đột nhiên Sheldon không kìm chế nổi cơn giận, anh nhào tới xé toang những bức vẽ trên bàn khiến giấy bay khắp phòng. Job vội vàng bước tới an ủi, vừa khuyên nhủ Sheldon, hy vọng có thể giúp bạn mình thoát khỏi nỗi đau đớn đang dằn vặt. Đợi khi Sheldon ngủ thiếp đi, Job mới tranh thủ gom những mảnh vẽ còn sót lại. Anh ghép chúng lại với nhau và nhận ra hình như có điều gì đó bí ẩn đang ẩn giấu trong những bức tranh này. Đoán chắc rằng đây không phải chỉ là một hình vẽ ngẫu nhiên, Job quyết định mang bức tranh đến gặp Sheldon để làm rõ. Hôm sau khi gặp lại Sheldon, Job thấy bạn mình đã bình tĩnh và vui vẻ hơn nhiều. Sheldon cảm ơn Job vì đã ở bên cạnh an ủi và giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Tuy nhiên khi Job đưa bức tranh ghép lại cho Sheldon xem điều kỳ lạ xảy ra, Sheldon bỗng nhìn thấy ảo giác mới. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cái cối xay gió rõ nét, đến mức khiến anh bàng hoàng. Hoảng loạn, Sheldon lập tức lao ra khỏi nhà chạy như điên dại. Job cố gắng đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp. Sheldon cứ chạy mãi cho đến khi anh bất ngờ dừng lại ở một nông trại, và nơi này trông giống hệt cảnh trong giấc mơ của anh. Không tin nổi vào mắt mình, Sheldon lén bước vào nhà, nhưng liền bị chủ nhà bắt quả tang. Hóa ra chủ nông trại là một ông lão từng phục vụ trong hải quân. Sau khi nghe Sheldon kể về giấc mơ và những hình ảnh ám ảnh anh, ông lão không hề ngạc nhiên, bởi chính ông cũng đã trải qua chuyện tương tự. Nhiều năm trước khi còn là lính hải quân, ông đã đi ngang qua một vùng biển nguy hiểm, suýt nữa bỏ mạng tại đó. Kể từ ngày ấy, ông lão bắt đầu thấy những ảo giác kỳ lạ, những hình ảnh không rõ ràng luôn xuất hiện trong đầu và ám ảnh ông trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cuối cùng sau khi kể lại câu chuyện của mình, xong ông lão đột nhiên rút súng ra và tự kết liễu đời mình ngay trước mặt Sheldon, khiến anh càng thêm bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra. Sheldon quyết định không bỏ cuộc, anh bắt đầu tìm kiếm manh mối trong nông trại. Khi mở cửa tầng hầm, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt anh. Dưới tầng hầm là những bộ xác khô ngồi lặng lẽ trong tư thế kỳ dị. Khung cảnh rùng rợn đến mức Sheldon rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ của bố, cùng với một vị trí bí ẩn nào đó. Trong lúc đầu óc còn mơ màng, Sheldon hoảng hốt nhận ra những cái xác khô dưới tầng hầm bỗng biến thành người thân và bạn bè của mình. Ảo giác tiếp tục tra tấn khiến anh đau đớn vô cùng. Đúng lúc này, anh trai Walter xuất hiện kịp thời đưa Sheldon về nhà. Trở về rồi, Sheldon cứ đinh ninh rằng cái tọa độ mình thấy trong giấc mơ nhất định có liên quan đến một bí mật lớn. Thế là không đợi lâu, anh ra ngay nghĩa trang tới mộ của bố, mở nắp quan tài và lấy chiếc đồng hồ từ trong di thể của ông. Sáng hôm sau, Sheldon gặp Jock và kể cho bạn mình nghe mọi thứ xảy ra ở nông trại. Theo Sheldon, tọa độ đó nằm ở Đại Tây Dương và anh tin chắc rằng có thứ gì đó khủng khiếp có thể thay đổi cả thế giới đang ẩn mình ở đó. Sheldon quyết định ra khơi để tìm kho báu. Nghe xong, Jock không ngần ngại ủng hộ ngay. Sau đó cả hai cùng nhau tìm những người mà Sheldon đã thấy trong ảo giác ở tầng hầm. Đầu tiên là Walter, anh trai của Sheldon, phóng viên gờ dây, Fitz, con trai của một công nhân làm trong nhà Sheldon, và một thuyền trưởng bí ẩn mà Sheldon gặp trong giấc mơ. Dù thực tế thiếu một người so với ảo giác, nhưng cả nhóm vẫn quyết định lên đường. Khi con tàu bắt đầu ra khơi, phóng viên gờ dây nhận ra Sheldon liên tục lẩm bẩm một mình mà bệnh tình của anh ngày càng nghiêm trọng. Điều này khiến mọi người nghĩ rằng Sheldon đang mất trí và câu chuyện về bảo tàng dưới đáy Đại Tây Dương chỉ là hoang tưởng của một kẻ điên. Trong lúc mọi người tranh cãi, bất ngờ tàu cứu vớt được bác sĩ khoa ngoại Di Chát, người cuối cùng trong ảo giác của Sheldon. Điều này làm cả nhóm bắt đầu tin rằng những gì Sheldon nói không phải là chuyện hoang đường. Nhưng càng tiến gần đến tọa độ trong giấc mơ, triệu chứng của Sheldon lại càng trở nên nghiêm trọng. Mọi người bắt đầu hoang mang và nghi ngờ anh. Đúng lúc đó, con tàu bỗng lắc lư dữ dội, hóa ra một cơn bão lớn đang ập tới. Sợ hãi bao trùm tất cả, đều đồng thanh yêu cầu quay về ngay lập tức. Nhưng Sheldon đầy quyết tâm nhất quyết không chịu từ bỏ. Thậm chí anh còn cầm súng đe dọa thuyền trưởng phải tiếp tục hành trình theo ý mình. Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng tàu cũng thoát khỏi cơn bão và tiến vào vùng trời quang đãng, ánh nắng chiếu xuyên qua đám mây trên cao. Bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên khiến ai nấy đều phải ôm đầu bịt tai vì quá đau đớn. Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ trong tay Sheldon vỡ tan và âm thanh kỳ quái kia cũng biến mất. Khi mọi người ngẩng đầu lên, trước mặt họ hiện ra một ngọn núi khổng lồ phủ đầy mây mù, chính là nơi mà Sheldon đã thấy trong ảo giác. Cả nhóm ai nấy đều phấn khởi, tưởng chừng như giấc mơ về cuộc sống giàu sang và sung sướng đang ngay trước mắt. Họ dừng tàu gần hòn đảo và thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn quyết định sẽ ở lại tàu chờ đợi. Nếu sau 3 ngày không thấy nhóm quay lại, họ sẽ rời đi. Cả nhóm lên một chiếc thuyền nhỏ và chậm chậm trèo về phía hòn đảo. Khi đặt chân lên đất liền, Sheldon nhanh chóng phát hiện ký hiệu mà anh từng thấy trong ảo giác xuất hiện trên thân cây. Cả nhóm đi tiếp và bắt đầu thấy những cảnh tượng kỳ lạ khiến ai nấy đều rùng mình. Mọi thứ trên đảo toát lên vẻ kỳ dị và khó hiểu. Sự lo lắng lan rộng khiến Walter cảm thấy có điều gì đó không ổn và muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, đúng lúc họ định quay về, một cái cây khổng lồ bất ngờ mọc trồi lên từ mặt đất chắn ngang lối đi. Sức mạnh bí ẩn của hòn đảo như muốn giữ chân cả nhóm, không để ai có cơ hội quay lại. Đang đi, bỗng tuyết từ đâu rơi xuống khiến họ buộc phải tiến về phía trước. Đi được một đoạn giữa hoang mạc khô cằn, họ giật mình khi thấy một cơn bão cát khổng lồ đang cuốn tới như muốn nuốt chửng cả đoàn. Vất vả lắm họ mới vượt qua được cơn bão, nhưng trước mắt lại hiện ra những vách đá cao vút dựng đứng như muốn thử thách sự kiên trì của cả nhóm. Không còn lựa chọn nào khác, họ phải leo qua từng mét đá nhọn, tay bám chân bám, gian nan vô cùng. Nhưng sau mọi khổ ải, họ cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt là một cái hố khổng lồ được bao quanh bởi những tảng đá to lớn. Nhưng điều khiến cả nhóm rùng mình là dưới đất đầy xác khô, những người thám hiểm xấu số trước đây đã không thoát khỏi số phận. Hóa ra họ không phải là nhóm đầu tiên được gọi đến đây, và khả năng cao họ cũng sẽ nhận kết cục tương tự. Walter nhìn cảnh này thì mất bình tĩnh, bỗng nhiên lao vào phá vách đá trong cơn hoảng loạn. Nhưng càng phá, những vách đá xung quanh bỗng cao vút dần dần nhốt cả nhóm bên trong như cái bẫy không lối thoát. Cả bọn giờ hiểu rằng mình đã bị mắc kẹt, không còn đường nào ra ngoài. Tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm tâm trí họ. Trong cơn khủng hoảng, mọi người đổ lỗi cho Sheldon vì đã dẫn họ vào tình cảnh này rồi lao vào ẩu đả. Đúng lúc đó, ánh nắng từ trên đỉnh hang chiếu thẳng xuống những bộ xương dưới đất. Gờ dây chợt nhận ra những người trước đây đã chết do tự chém giết lẫn nhau, và cô cho rằng đây là một thử thách tinh thần của hòn đảo. Cô vội gọi đồng đội dừng lại giải thích sự thật. Mọi tranh cãi trên đường và những cơn mất kiểm soát vừa rồi đều là do hòn đảo gây ảnh hưởng đến tâm trí họ. Mọi người tỉnh ngộ, bắt đầu hợp tác tìm lối thoát. Trong lúc tìm kiếm, họ phát hiện trên tường có một ký hiệu kỳ lạ. Sheldon đặt tay lên ký hiệu đó và lập tức nó sáng rực. Ánh sáng chạy dọc theo bức tường hợp lại ở một điểm.
Cả nhóm nhanh chóng lao tới giúp nhau thắp sáng toàn bộ ký hiệu trên tường. Chỉ riêng Walter là vẫn không thể tham gia cùng mọi người. Sheldon cố gắng khuyên anh trai buông bỏ những hận thù trong lòng để hợp tác cùng nhau. Cuối cùng Walter cũng đồng ý và bức tường đá dần mở ra. Họ bước vào bên trong và cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm phải sững sờ. Trước mặt họ dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Ánh sáng lấp lánh muôn màu ở phía xa như dẫn đường. Mỗi người họ đều thấy hình ảnh của người thân mình xuất hiện trong không gian mơ hồ. Họ biết rằng mình đã vượt qua thử thách của hòn đảo. Một luồng ánh sáng khổng lồ chiếu rọi cả hòn đảo mạnh, đến mức những thủy thủ đang chờ ngoài biển phải che mắt vì không thể chịu nổi. Khi ánh sáng tắt đi, 6 vị anh hùng mới ra đời. Họ đứng đó đầy oai phong với sức mạnh siêu nhiên mới được ban tặng. Người dẫn đầu trong số họ là Sheldon, giờ có biệt danh Utopian. Anh đã sở hữu sức mạnh phi thường giống như siêu nhân trong truyền thuyết. Sau đó, Sheldon đứng ra lãnh đạo cả nhóm thành lập Liên minh Công lý để bảo vệ thế giới. Anh đặt ra 3 nguyên tắc bất di bất dịch. Thứ nhất, những người có siêu năng lực không được can thiệp vào chính trị. Thứ hai, họ không được xâm phạm ý chí tự do của con người. Thứ ba, không bao giờ được tự ý sử dụng tư hình. Nhưng sau nhiều năm giữ gìn hòa bình, người bạn thân thiết của Sheldon Job với biệt danh Sir Kai Fox lại phản bội vì bất đồng quan điểm. Fit, người có biệt danh Flair, thì gặp tai nạn và bị liệt hai chân. Phóng viên GJ giờ được biết đến với biệt danh Lady Liberty, kết hôn với Sheldon và sinh ra 2 đứa con, cả hai đều thừa hưởng siêu năng lực từ cha mẹ. Con trai của Sheldon là Brandon và cô con gái tên Chloe. Nhưng đặc biệt hơn là ông anh Walter, anh trai của Sheldon, có khả năng đọc suy nghĩ và điều khiển tâm trí người khác, được mệnh danh là Brainway. Thời gian trôi qua, tóc họ dần bạc trắng, khả năng chiến đấu không còn như trước. Thế giới này dần dần phải giao lại cho thế hệ siêu anh hùng mới. Một ngày nọ, băng cướp đeo mặt nạ khỉ đang thực hiện vụ cướp xe chở tiền. Đám này hỏa lực mạnh đến mức cảnh sát chẳng làm gì được. Ngay lúc đám cướp chuẩn bị cho nổ xe để lấy tiền, thì một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện từ tốn bước đến. Đám cướp lập tức hét lên cảnh cáo bảo cô ta đừng làm phiền bọn chúng. Ai mà ngờ cô này không phải người thường. Ngay sau đó, áo giáp bao bọc lấy đầu và tay cô biến thành một chiến binh thực thụ. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên và khai hỏa. Đạn bắn ra, từ tay cô bách phát bách chúng hạ gục toàn bộ băng cướp chỉ trong chớp mắt. Người phụ nữ cạy cửa xe ra nhìn thấy bên trong toàn là vàng. Đúng lúc đó, một thanh niên mặc đồ siêu nhân từ trên trời đáp xuống, chính là Brandon, biệt hiệu Paragon. Nhưng chị đẹp chẳng thèm để tâm, còn buông lời cợt nhả. Brandon nóng mặt liền lao đến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chị ấy đấm bay. Cậu lảo đảo đứng dậy cố gắng chống trả, nhưng lại bị ăn thêm một cú trời giáng. Đúng lúc đó, bố của Brandon là Sheldon xuất hiện. Chỉ một chiêu nhẹ nhàng, Sheldon đã hất bay người phụ nữ lên trời. Chênh lệch sức mạnh giữa hai người thật quá rõ ràng. Sau khi mối nguy được giải quyết, Sheldon bắt đầu trách mắng con trai, khi gặp đối thủ mạnh phải biết tự lượng sức mình, đừng cố quá mà lại quá cố. Brandon nghe mà ấm ức trong lòng đầy tủi thân. Tối đó, khi về nhà, cậu lẻn lên nóc nhà uống rượu giải sầu. Trong lòng Brandon luôn khát khao trở thành người kế nhiệm bố, nhưng sau vô số lần thất bại, Sheldon càng ngày càng thất vọng, thậm chí nghĩ rằng Brandon không đủ khả năng để làm siêu anh hùng. Không ngờ Brandon đã vô tình nghe được lời oán trách mà Sheldon thốt ra với mẹ mình. Cậu im lặng, nhưng những lời ấy đâm vào lòng cậu như dao. Đúng lúc đó, bác Walter đến nhà chơi. Bác tìm thấy Brandon trên tầng thượng đang ngồi uống rượu buồn bã. Bằng siêu năng lực của mình, Walter đọc được suy nghĩ của cháu trai. Bác nhẹ nhàng an ủi, đừng nản chí, có nhiều việc không thể thành công ngay. Quan trọng là cháu phải tiếp tục rèn luyện bản thân, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chẳng mấy chốc, bữa tối đã sẵn sàng. Khi cả nhà ngồi xuống cầu nguyện, thì Chloe, cô em gái tiệc tùng của Brandon, say mềm vừa về tới nhà. Cô lảo đảo ngồi xuống bàn và bữa ăn bắt đầu. Nhưng chưa ăn được bao lâu, hai bố con Sheldon và Chloe đã cãi nhau ầm ĩ. Chẳng có gì lạ vì trước giờ họ luôn như thế. Chloe dù có siêu năng lực, nhưng cô sớm đã từ bỏ ý định trở thành siêu anh hùng, quyết định khiến Sheldon, ông bố nghiêm khắc của cô, tức điên. Mối quan hệ giữa hai bố con cứ thế căng như dây đàn, chẳng ai chịu xuống nước. Chloe bực bội bỏ nhà đi, trong khi Brandon lại nghĩ rằng em gái mình nổi loạn chỉ vì ghen tị khi thấy anh được bố chọn làm người kế nhiệm. Chloe cười khẩy châm chọc anh trai cả đời chỉ biết núp dưới cái bóng của bố. Brandon khổ sở làm siêu anh hùng chiến đấu hơn 120 năm chỉ để mong nhận được một cái gật đầu từ ông bố Sheldon, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc đó, Fit đến báo cáo tình hình khẩn cấp, tên tội phạm nguy hiểm Black Sarta đã vượt ngục. Vợ chồng Sheldon ngay lập tức triệu tập cả đội siêu anh hùng để truy bắt hắn. Nhưng trận đấu vừa bắt đầu, cả đội đã bị Black Sarta đập tan tành. Sheldon xông lên với ánh sáng cực quang phát ra từ đôi mắt chiếu thẳng vào Black Sarta, nhưng lại bị hắn vỗ bay xa như đồ chơi. Khi Black Sarta định ra tay hạ gục GJ, các siêu anh hùng khác lao đến ứng cứu. Dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi sức mạnh kinh hoàng của hắn. Walter dùng siêu năng lực khống chế Black Sarta, tạo cơ hội cho Brandon tấn công từ dưới đất, tạm thời đánh ngã hắn. Nhưng chỉ tổn thương nhẹ, chẳng xi nhê gì với Black Sarta. Hắn lập tức túm lấy Fade Out rồi tung ra cú bắn pháo cực quang từ ngực, một chiêu mà đã tiễn hai người xuống mồ.
Sau đó Black Sở ta tiếp tục quật Sheldon xuống đất đánh đập dã man. Trong lúc ông bố sắp bị đánh chết vô tờ, cố hết sức kéo Black Sở ta vào thế giới tinh thần tạo cơ hội cho Sheldon và Ruby Z tấn công. Nhưng chưa kịp làm gì thì Black Sở ta đã thoát ra, rồi tung đòn sóng xung kích hất cả hai người văng xa. Khi hắn chuẩn bị dẫm nát Sheldon thì đúng lúc Brandon bộc phát sức mạnh tiềm ẩn, lao đến tung một cú đấm chí mạng vỡ toang đầu Black Sở ta cứu mạng bố mình. Tuy nhiên thay vì khen ngợi con trai, Sheldon lại trách Brandon vì đã giết người, như vậy là vi phạm quy định của liên minh chính nghĩa. Ông nhắc nhở rằng dù là tội phạm nguy hiểm chúng vẫn phải được bắt giữ giam cầm, để có cơ hội cải tạo. Nhưng giờ thì có tranh cãi cũng vô ích, họ đã mất đi ba người đồng đội quý giá. Điều bất ngờ hơn nữa là, hóa ra Black Sở ta mà họ vừa tiêu diệt chỉ là một con rối. Tên Black Sở ta thật sự vẫn đang ngồi trong tù. Khi hắn đeo kính lên và nhìn màn hình, nụ cười mỉa mai nở trên môi, rõ ràng có kẻ đang âm mưu chống lại họ. Dù vậy Black Sở ta biết Brandon đã vi phạm lệnh cấm, và Sheldon chẳng có ý định trừng phạt con trai. Điều này khiến hắn điên tiết và cảnh sát buộc phải lôi hắn vào tù. Ngày hôm sau sự việc được công khai nhưng dư luận lại phản ứng trái ngược. Đa số người dân ủng hộ việc giết chết tội phạm độc ác như Black Sở ta thay vì để hắn ngồi mãi trong tù. Điều này làm Sheldon khó chịu vì ông vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình, nhưng rõ ràng thế giới ngoài kia đã thay đổi nhiều rồi. Sau khi về đến nhà, Sheldon chủ động gọi Brandon ra nói chuyện. Ông bảo rằng chính nghĩa mà không tuân theo luật lệ thì chẳng khác gì cái ác. Nếu đã ra tay giết người thì siêu anh hùng cũng chẳng hơn gì mấy kẻ sát nhân. Lúc đó nước Mỹ sẽ thành một quốc gia u tối không còn tự do cho dân chúng. Vậy nên đã là người có sức mạnh, họ phải làm gương cho cả thế giới. Nếu sau này Brandon trở thành Utopian, thì thứ dẫn dắt anh phải là chính nghĩa chứ không phải sự thù hận. Nhưng Brandon dù nghe nhưng anh chẳng hiểu nổi lời bố. Trong đầu anh lúc này chỉ nhớ đến việc vừa mất đi ba người bạn thân. Sheldon thấy con trai cứng đầu mãi, không hiểu bèn ra lệnh cấm anh ra ngoài, bắt anh ở nhà suy nghĩ lại hành vi của mình. Sau đó ông đi tới gặp Chloe, hy vọng cô sẽ về dự đám tang và cố gắng khuyên nhủ anh trai. Nhưng Chloe đã quá ngán ngẩm với tính cách kiểm soát quá đáng của bố. Suốt 3 năm qua lúc nào ông cũng phê bình chỉ trích khiến cô chẳng thể nào trò chuyện bình thường với ông được nữa. Cuối cùng hai bố con lại cãi nhau om sòm rồi ai về nhà nấy. Trong lễ tang, Brandon thành kính tiễn đưa những người bạn đã khuất nhưng Chloe vẫn không đến. Đúng lúc ấy Fitz xuất hiện khen ngợi Brandon vì đã làm tốt, thậm chí cảm ơn vì anh đã cứu con gái mình. Ngay cả cảnh sát cũng đồng tình với cách hành xử của Brandon. Nhưng Sheldon từ xa nhìn thấy hết những lời khen này trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác vài tên côn đồ đang tụ tập. Một trong số chúng là Hurt, con trai của Jock, kẻ phản bội tổ chức. Đám đàn em thắc mắc vì sao lần này Hurt lại muốn hành động một mình. Anh giải thích rằng mình cần lấy một mô đun lượng tử và phải đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết nào nên đích thân anh sẽ ra tay. Tối đến Hurt đến bên lề đường cầm cây gậy pháp thuật của mình, lẩm bẩm vài câu thần chú rồi dịch chuyển thẳng vào phía sau thùng xe. Nhưng không ngờ trong xe lại có mai phục. Khi đối phương bắn súng, Hurt lại nhanh chóng dịch chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên Sheldon xuất hiện và hai bên lao vào nhau đánh đấm ầm ĩ. Hurt nhân lúc hỗn loạn lại nhảy vào trong thùng xe, nhưng đúng lúc này thì đạn lạc phá hỏng mô đun. Thấy kế hoạch thất bại, Hurt đành phải dịch chuyển về nhà. Vụ việc lần này thất bại khiến đám đàn em của Hurt run như cầy sấy, sợ rằng ông lớn sẽ không tha cho chúng. Nhưng Hurt bảo bọn họ đừng lo lắng, anh sẽ tự xử lý êm xuôi mọi chuyện. Không lâu sau, hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện trước mặt Hurt, điều đó nghĩa là ông lớn đã tìm đến anh. Không chần chừ, Hurt lập tức dịch chuyển đến gặp ông lớn. Ông lớn ra mặt hỏi tội Hurt vì đã phá hỏng nhiệm vụ khiến ông ta điên tiết. Ông đe dọa sẽ không tha cho đám đàn em của Hurt và nhiệm vụ tiếp theo bắt buộc phải thành công, nếu không họ sẽ bị truy sát. Lần này Hurt phải lấy cho bằng được cái vali từ tay anh em nhà Kalukov. Nghe xong, Hurt quay về gặp đám đàn em truyền đạt lại nhiệm vụ, và sau khi chuẩn bị kỹ càng, cả đám lái xe lên đường để thực hiện phi vụ mới. Mặc dù cuối cùng Hurt và đồng bọn đã cướp được cái vali, nhưng anh em nhà Kalukov vẫn bám đuôi dai dẳng, lại còn khiến Ford bị thương. Hurt phải lao vào một cuộc rượt đuổi sống còn căng thẳng từng giây. Đúng lúc nguy cấp, Ford bất ngờ chỉ đạo Hurt đánh lái vào một cánh cửa bí mật. Chiếc xe bỗng chui tọt qua tường lăn bánh trên một con đường khác. Cả đám mừng quá vỗ tay, dần dần phấn khích như trúng số. Hurt vui đến mức mất tập trung, kết quả là đâm thẳng vào một người đi đường. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là cô nàng Chloe, nửa đêm nửa hôm còn dạo phố như chẳng có việc gì làm. Đám côn đồ tưởng Chloe là người của liên minh chính nghĩa đến bắt tụi nó, nên chẳng nói chẳng rằng mà nhào vào tấn công cô. Nhưng tụi này sao có cửa đụng đến Chloe, chỉ trong chớp mắt tình hình xấu đi, cả lũ vội vàng chuồn mất. Vali vừa cướp được công sức bao nhiêu cũng không kịp mang theo. Hớt thở dài ngao ngán, lại thất bại lần nữa mà ông lớn thì chắc không tha. Hai gã to con lại mò đến tìm Hớt, với nhiệm vụ giải quyết cả nhóm vì làm ăn quá tệ. Nghe đồng bọn bị sỉ nhục, Hớt nổi đó quyết không nhịn nữa. Hai tên kia chưa kịp nhận ra mình sắp tiêu đời vẫn ngông nghênh xông vào cướp cây gậy của Hớt. Nhưng bọn họ đâu biết cây gậy đó chỉ nghe lời chủ. Vèo một cái, một trong hai thằng bị Hớt dịch chuyển thẳng đến chỗ cá mập.
khi gậy quay lại trên thân gậy còn dính một cái xúc tu. Tên còn lại là Linus thấy vậy cũng xanh mặt người run như cầy sấy. Hớt vốn không muốn làm lớn chuyện nên chỉ lẩm nhẩm vài câu thần chú, thế là ông lớn của băng xã hội đen biến mất khỏi đời mãi mãi. Hớt tha mạng cho Linus nhưng cái giá phải trả là một cục tiền to. Với số tiền đó Hớt lập tức đi chợ đen mua về một món vũ khí bí mật. Về đến nhà anh bắt tay vào tháo lắp để sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo. Còn Chloe đang bực mình muốn xả xì chết nên kéo nhau ra quán bar. Ai ngờ lại vô tình gặp Nick, hai người nói chuyện hợp cạ ngay từ giây đầu tiên. Nick tò mò không hiểu sao Chloe lại không muốn làm siêu anh hùng. Chloe chỉ cười lắc đầu lảng qua chủ đề khác. Trong lúc họ đang tán tỉnh nhau, bạn thân của Chloe là Jana với biệt danh là Godbeam xuất hiện. Cô rủ dê cả hai tham gia bữa tiệc, nhưng không khí không mấy vui vẻ, đặc biệt là Ruby. Cô nàng này có vẻ không ưa Chloe lắm vì Chloe không thèm dự đám tang của ba vị anh hùng đã mất. Thêm vào đó, Sierra, một cô gái da đen trong nhóm, cũng hùng hổ hỏi tội Chloe, chất vấn rằng lúc mọi người liều mạng chiến đấu thì Chloe đi đâu. Chloe cảnh cáo Sierra nếu không muốn gãy hết răng thì tốt nhất im đi. Nhưng Sierra chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục giễu cợt cô. Thế là Chloe không nhịn nữa ra tay đánh bay Sierra. Ngay lúc Sierra định phản công thì một chàng trai xuất hiện kịp thời ngăn hai người lại. Hóa ra anh chàng Nick này cũng có siêu năng lực biệt danh là Nick of Time. Hai người nhìn nhau thấy rõ nếu còn ở lại đây thì chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối. Thế là họ quyết định đổi chiến trường, kéo nhau về nhà Chloe cho yên chuyện. Chloe tuy có chút áy náy vì không tham dự đám tang của các anh hùng, nhưng cô vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối hay khuất phục trước mặt bố mình. Nick thì ân cần an ủi bảo Chloe rằng đây là cuộc sống của cô, đừng để bị bố thao túng. Anh khuyên cô hãy sống tự do hơn một chút, đừng để ai ràng buộc. Những lời nói ấy như trúng tim đen của cô khiến Chloe cảm thấy vô cùng cảm động. Thế là hai người bắt đầu có một đêm đầy mây mưa nồng nhiệt. Sáng hôm sau, Chloe nhận được cuộc gọi từ quản lý nhắc cô rằng hôm nay có một buổi chụp hình quan trọng. Hiện giờ Chloe là người mẫu nên cô nhanh chóng chuẩn bị để đi làm. Trước khi cô ra khỏi cửa, Nick còn thổ lộ ý định muốn gia nhập liên minh chính nghĩa và nhờ Chloe giới thiệu. Nghe vậy, Chloe chán nản vì cô ghét cay ghét đắng cái liên minh này. Đáp lại lời đề nghị của Nick, cô thẳng thừng cho anh chàng một cú đá bay ra khỏi cửa. Chloe vội vàng đến nơi chụp hình, khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, đứng trước ống kính và tạo dáng vô cùng quyến rũ. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cô thể hiện vẻ đẹp của mình một cách tự tin và chuyên nghiệp. Nhưng khi Chloe nghĩ rằng đã xong việc và chuẩn bị về, thì khách hàng lại yêu cầu cô chụp thêm một bộ ảnh siêu anh hùng, yêu cầu cô nhấc cả chiếc xe hơi lên cho bức ảnh thêm phần hoành tráng. Chloe định từ chối nhưng quản lý lại lôi tiền thù lao ra để uy hiếp. Cuối cùng cô đành miễn cưỡng đồng ý nhấc xe lên, rồi thậm chí ném chiếc xe đi và hiên ngang bước ra về. Nhưng vào buổi tối, trên đường về nhà, Chloe nhận được tin nhãn hàng đã hủy hợp đồng đại diện với cô, khiến cô mất luôn công việc duy nhất hiện có. Đã vậy, quản lý cũng bỏ rơi cô nốt. Đang ngao ngán thì một chiếc xe phanh gấp và đâm trúng Chloe. Đây chính là vụ đâm xe của Hớt mà ta đã biết. Đám côn đồ từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy Chloe thì đã hiểu lầm rằng con gái của The Utopian đến để bắt tụi nó. Không suy nghĩ gì nhiều, cả đám lao vào tấn công cô. Đang bực bội vì mất việc, Chloe cũng muốn tìm chỗ xả giận, thế là cô thẳng tay xử lý đám côn đồ chỉ, với vài chiêu khiến tụi nó sợ xanh mặt bỏ chạy. Trong lúc đó, Chloe để ý thấy một trong số bọn chúng chính là con trai của kẻ phản bội Hớt. Trước khi rời đi, cô tiện tay nhặt luôn một gói bột màu xanh bị rơi tại hiện trường. Trở về nhà, Chloe buồn chán vì thất nghiệp, thế là cô lấy gói bột ra tò mò cho vào miệng nếm thử. Ai ngờ đâu gói bột này mạnh đến nỗi dù sở hữu siêu năng lực, Chloe cũng suýt chút nữa không chịu nổi. Cô vội vàng gọi bạn thân đến để chia sẻ thành quả này. Đang lúc hưng phấn, chủ nhà đột nhiên tìm đến Chloe để hỏi tội vì sáng nay cô đã đục một lỗ lớn trên tường. Ông chủ nhà không muốn cho cô thuê nữa và muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng Chloe không chịu thua, cô nhờ bạn thân dùng siêu năng lực sửa lại bức tường trong chớp mắt. Chủ nhà ngỡ ngàng không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ rời đi. Sau khi bữa tiệc tàn, Jana, bạn thân của Chloe, đến để chăm sóc cho cô. Lúc này Chloe đang trong trạng thái mơ màng như bị lạc giữa dòng đời. Đây là lần đầu tiên cô mở lòng chia sẻ những suy nghĩ ẩn sâu bên trong. Cô khao khát sống cho chính mình, nhưng lại không thể thoát khỏi ánh mắt đánh giá của người khác. Cô cảm thấy mình như một hồn ma vất vưởng, thậm chí chẳng có nổi một người bạn. Jana nhìn thấy tiềm năng của Chloe, tin rằng cô có thể làm tốt hơn. Nhưng Chloe không muốn nghe, chỉ đuổi Jana về. Một mình ngồi trong căn phòng tối tăm, Chloe lôi điện thoại ra nhưng chẳng biết gọi cho ai. Nỗi buồn chất chồng khiến cô không thể thổ lộ, vậy là cô lại cầm gói bột màu xanh lên. Không lâu sau, cái thứ thuốc này làm cô chảy máu mũi và ngất ngay tại chỗ, người bắt đầu co giật. Lúc này Hớt xuất hiện, nhưng thấy gói bột quý giá mình vừa cướp được đã bị Chloe dùng sạch, anh ta không khỏi khó chịu. Dù sao anh ta vẫn cứu Chloe và từ đó hai người bắt đầu quen nhau. Hớt mang trong mình sự bướng bỉnh không chịu khuất phục. Anh ghét liên minh chính nghĩa và những điều khoản giả tạo của siêu anh hùng. Chính những điều này thu hút Chloe, hai người hóa thù thành bạn tình cảm chớm nở.
Trong khi đó tâm trạng của Sheldon cũng tệ không kém. Ông cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, vì sự nổi loạn của con gái khiến mối quan hệ của anh và vợ cũng trở nên căng thẳng. GJ cho rằng, cách giáo dục của Sheldon đang có vấn đề khiến các con ngày càng xa cách. Con trai họ Brandon đã giết bản sao của Black Star, phá luật giới nghiêm mà liên minh chính nghĩa đặt ra. Nhưng Brandon không thấy mình làm sai bởi đây là điều người dân mong muốn. Sheldon không thể chấp nhận được rằng luật giới nghiêm mà ông đã dốc lòng bảo vệ lại trở thành điều vô nghĩa. Jack người đối diện nghe xong liền hỏi Sheldon, từ bao giờ ông quyết định trở thành người tốt? Sheldon suy nghĩ một lát, có lẽ là khi đọc một bài báo về cha mình, ông phát hiện ra cha đã âm thầm làm nhiều điều mà ông không hề hay biết. Ông đọc bài báo đó trong đau khổ tự hành hạ bản thân. Từ đó ông quyết tâm, nếu không thể thay đổi bản thân để đồng tình với cách làm của cha, thì ông sẽ cố gắng sửa những sai lầm mà cha mình gây ra để bản thân trở thành người tốt. Jack hiểu ra lý do vì sao Sheldon lại nặng lòng với những điều luật như thế. Đối với Sheldon, điều luật không chỉ là phương thức làm việc thiện, mà còn là cách giảm thiểu cái chết. Nhưng những kẻ ác độc lại không nương tay với những người có siêu năng lực. Trong khi những người ở các ngành nghề khác có thể giết người để bảo vệ bản thân, thì các thành viên trong liên minh chính nghĩa phải luôn tuân thủ luật lệ. Trên thực tế, điều này chứng tỏ rằng nguyên nhân chính của vấn đề vẫn là Sheldon muốn sống trong lòng người mình yêu, chứ không phải chết một cách vội vàng như cha mình. Vì thế ông đã xây dựng cho mình một hệ thống tư duy, nếu ông là người tốt thì những chuyện xấu sẽ không xảy ra với ông và những người ông yêu thương. Ông dùng cách này để tránh né hiện thực tàn khốc. Nhưng thực tế luôn chiến thắng lý tưởng thế giới này, không phải lúc nào cũng phân định rõ ràng giữa đúng và sai. Logic của Sheldon cùng với các quy định nghiêm ngặt mà ông đề ra đều có rất nhiều sơ hở. Sau khi nghe xong, Sheldon dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ông cảm ơn Jack rồi đứng dậy rời đi, không biết rằng Jack người đang sống trong nhà tù, thực ra là một phạm nhân đã muốn giết Sheldon từ lâu. Sáng hôm sau khi chia sẻ hết những nỗi niềm trong lòng, Sheldon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ông ra ngoài ruộng tự tay kéo máy cày. Lúc này vợ ông vừa đi làm nhiệm vụ về. Hai người trò chuyện vui vẻ khi vợ nhắc đến con trai. Sheldon mới nói rằng ông đã để Brandon đi khám nghiệm xác của Black Star giả. GJ không đồng tình với cách mà chồng mình đối xử với con, nhưng Sheldon cho rằng đó là điều bắt buộc để Brandon trở thành Utopian. Cuối cùng cả hai đều không thể thuyết phục được đối phương. Trong khi đó, Brandon và Walter đang ngồi trong giáo đường chờ đợi, chẳng mấy chốc Walter xuất hiện từ trên không trung đáp xuống một cách hoành tráng. Ba người cùng nhau vào phòng giải phẫu. Lúc này Fitz đang gặp vấn đề lớn áo giáp và cơ thể của Black Star giả gắn chặt với nhau. Nếu gỡ bỏ áo giáp, cơ thể sẽ bị hỏng. Thế nên Fitz phải gọi mọi người đến giúp đỡ. Won lập tức sử dụng siêu năng lực tách thành công áo giáp ra khỏi cơ thể. Và rồi họ phát hiện ra một quả bóng kim loại màu đen rất tinh xảo. Won quay vài cái mở quả bóng ra, không ngờ bên trong lại là một chiếc đồng hồ vàng giống hệt cái mà cha Sheldon để lại. Hai tên Black Star và hai chiếc đồng hồ, rốt cuộc bí mật gì đang được giấu kín? Sau khi nghiên cứu, cả ba phát hiện cấu tạo của quả bóng đen này rất kỳ lạ. Nó chỉ về phía Jock, cha của hất người đã mất tích nhiều năm trước. Họ thắc mắc tại sao giờ Jock mới hành động sau bao năm như vậy. Sheldon nhớ ra có một người có thể giúp họ giải đáp, đó chính là Hurt. Ông tìm đến Hurt để hỏi về tung tích của cha anh ta. Hurt định chạy trốn nhưng cây gậy pháp thuật của anh ta đã bị Sheldon giữ chặt, đồng thời ông còn tiện tay tắt luôn tính năng dịch chuyển tức thời. Hurt thẳng thắn nói rằng anh cũng đã tìm kiếm ông nhiều năm rồi. Từ năm Hurt 12 tuổi, anh đã không gặp bố mình nữa. Ngay cả cây gậy pháp thuật cũng không thể đưa anh đến bên cha, khiến mọi manh mối tìm kiếm Jock cứ như vậy bị đứt đoạn. Sheldon thì cố tình bám theo Hurt đến quán bar, còn nhắc nhở anh rằng nếu tìm thấy Jock thì phải báo ngay cho ông. Cùng lúc đó, GJ đến phòng giải phẫu tìm con trai. Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định Fitz sẽ kích hoạt thi thể Black Star để tái tạo phần hải mã và vỏ não. Won sẽ lo việc phục hồi các vùng bị ảnh hưởng, còn Walter thì sẽ vào trong não của Black Star giả để đọc ký ức của hắn. Như vậy họ sẽ biết được mục đích thật sự của hắn. Tất cả ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Không lâu sau, Sheldon nhận được thông báo có nhiệm vụ khẩn cấp, chỉ còn lại GJ ở nhà. Bà lấy ra một cái hộp chứa đầy báo chí và hình ảnh từ những năm qua, bắt đầu xem lại những bức hình, cảm thán thời gian trôi nhanh quá. Nhưng chưa kịp suy nghĩ lâu thì tín hiệu cầu cứu bất ngờ cắt ngang. Thành phố xảy ra chuyện khẩn cấp. Jana cố gắng ngăn cản dây không cho anh ta lao vào khi thấy bạn mình bị thương oan uổng. Dây kiên quyết không chịu dừng lại. Vào thời khắc căng thẳng, GJ bay đến chặn dây lại. Sau khi mọi chuyện tạm ổn, Jana giải thích với GJ rằng Alton, chàng trai bị thương, chính là bạn thân nhất của dây, nên anh ta mới mất kiểm soát như vậy. Jana lo lắng rằng thế hệ trẻ giờ không còn bị kiểm soát bởi những điều luật nữa. GJ cũng được Jana thông báo rằng con gái bà đang nằm viện. Thế là bà lập tức đến tìm Chloe và tình cờ thấy Hurt đang ở đó. Thế là bà phải đối mặt với câu hỏi tại sao con trai Jock lại ở chỗ của Chloe. Chloe cảm thấy rất ấm ức, tại sao ngay cả chuyện yêu đương cũng bị quản lý, sao chuyện gì mẹ cũng phải nghe theo bố. GJ không biết trả lời sao với con gái. Chloe không muốn để bạn trai biết mẹ mình đang lén theo dõi nên GJ chỉ biết rời đi.
bà ngay lập tức đến gặp Fix kể, cho ông biết chuyện Jay đã suýt vi phạm luật giới nghiêm. Bà cảm giác như có người đang âm thầm báo thù họ, đầu tiên dùng Black Star ta làm mồi lửa để khơi dậy cơn giận của các anh hùng trẻ. Nếu như hôm đó Jana không ngăn cản thì Jay đã có thể giết người. Fix lại cho rằng đó là điều mà những kẻ xấu phải chịu. Câu nói này khiến GJ rất bất ngờ, không ngờ tư tưởng của những thành viên cũ cũng đã thay đổi. Nhưng lúc này GJ vẫn chưa biết rằng, sắp tới sẽ xảy ra một chuyện khiến quan điểm của bà hoàn toàn thay đổi. Trong thành phố lại xảy ra bạo loạn, GJ đến nơi hỏi cảnh sát tình hình cụ thể. Có tội phạm xé nát nửa con đường, có lẽ bọn chúng là đồng bọn của Black Star ta. Trong lúc này Jana đã đuổi theo vào trong một tòa nhà, GJ cũng vội vàng chạy theo để hỗ trợ. Trong tòa nhà tối tăm như mực, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đều đều, khiến không khí càng thêm nặng nề. Bỗng từ xa vang lên tiếng hét thảm thiết làm GJ giật mình. Bà hối hả chạy tới, và khi đến nơi bà choáng váng nhìn Jana đã chết ngay trước mặt mình. Thủ phạm lại chính là GJ, on kẻ mà bà không ngờ tới. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, sự tức giận trong GJ dâng cao. Bà lao đi tìm GJ on, quyết định trút hết cơn thịnh nộ lên cái tên khốn đó. Dù bà đã cố kiềm chế để không giết hắn, nhưng niềm tin mà bà từng đặt vào những điều luật đã bị lung lay mạnh mẽ. Bà chợt nhận ra những điều luật mà chồng bà đã đặt ra để bảo vệ tự do cho con người, giờ lại không thể bảo vệ được những siêu anh hùng. Thế hệ trẻ với siêu năng lực trong tay đã được dạy từ nhỏ rằng không được phép giết người. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi kẻ thù thì chẳng hề nương tay? Những đứa trẻ sống trong hoang mang và sợ hãi, buộc phải tự tìm cách mê hoặc chính mình giữa cuộc sống hỗn loạn, vì chúng biết rằng có thể chết bất cứ lúc nào trong nhiệm vụ kế tiếp. GJ quyết định không tiếp tục đứng về phía chồng nữa. Hai vợ chồng bà bắt đầu tranh cãi nảy lửa, như thể họ không còn là những người đã từng yêu thương nhau nữa. Hồi trẻ GJ từng là một phóng viên dũng cảm, dám đặt câu hỏi và tìm kiếm sự thật, nhưng giờ đây sau khi có siêu năng lực, bà đã trở thành một con người khác. Giờ bà muốn tìm lại chính mình, hy vọng chồng có thể lắng nghe nỗi niềm của các siêu anh hùng và thấu hiểu mong mỏi của họ. Nhưng Sheldon thì không chịu, ông cho rằng vợ mình không hiểu rằng giờ đây họ đang sống trong một thế giới utopian và ông cần phải làm điều gì đó. Cùng lúc đó, Walter đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xâm nhập vào não của Black Star ta. Tuy nhiên mọi người đều lo lắng việc này quá nguy hiểm, như một cuộc chơi mạo hiểm mà không biết có cái giá nào phải trả. GJ liền đề xuất triệu tập Giai Cao, con gái của Walter, người có siêu năng lực tương tự như ông. Mặc dù Giai Cao được di truyền sức mạnh từ bố, nhưng cô là một cô gái trẻ tài năng với năng lực vượt trội hơn cả Walter. Nhưng Walter không đồng ý vì Giai Cao là một sát thủ chuyên nghiệp, từ nhỏ đã rời quê hương làm lính đánh thuê giết người không ghê tay. Walter không muốn người như vậy gia nhập vào liên minh chính nghĩa. Tuy vậy nhưng tình hình đang rất căng thẳng, họ không còn thời gian để đắn đo. Walter quyết định đưa con gái từ Nhật Bản về trong không gian tinh thần. Hai người nhanh chóng đồng ý giao dịch với điều kiện Giai Cao sẽ quay về giúp đỡ. Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, họ đến phòng thí nghiệm. Walter và Giai Cao bắt tay hợp tác, Giai Cao sẽ mở con đường dẫn đến tinh thần, trong khi Walter sẽ thừa cơ xâm nhập vào ý thức của Black Star ta. Nhưng não của bản sao Black Star ta hóa ra lại là một cái bẫy khủng khiếp. Walter bị kẹt bên trong không thể ra ngoài, trong khi Giai Cao liều mạng giữ cho con đường luôn mở. Não của Black Star ta gặp sự cố liên tục như một cỗ máy đang gãy gánh. Nếu con đường này đóng lại, Walter sẽ mãi mãi không thể thoát ra được. Tất cả mọi người đều lo lắng cố gắng tìm cách cứu ông. Tinh thần của Walter đang bị xé nát, ông đau đớn hét lên rồi ngã xuống. Nhìn thấy anh trai khổ sở như vậy, Sheldon không còn kiên nhẫn, quay sang trách vợ vì đã đưa ra kế hoạch này, như thể bà là nguyên nhân cho mọi khổ đau. Rồi ông rời đi, quyết tâm tìm đến con trai Brandon để chia sẻ những suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi có được siêu năng lực, Sheldon cảm thấy như mình đang gánh trên vai một trách nhiệm khổng lồ. Ông không chỉ muốn thay đổi đất nước mà còn cả thế giới. Vì thế ông đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Sau khi đặt ra những luật lệ, ông đã mất đi người bạn thân thiết Jock, người mà ông coi như anh em ruột. Sự phản bội của Jock khiến Sheldon cảm thấy sợ hãi, như thể mình sắp mất đi tất cả. Thấy anh trai đau đớn, ông lo sợ mất đi cả anh trai lẫn con trai mình. Brandon với tâm lý vững vàng hơn, cậu liền an ủi bố. Cậu kể cho Sheldon nghe rằng con gái của Fix Becher đã đến tìm cậu. Cô ấy muốn rời khỏi liên minh vì cái chết của Jana khiến cô không còn tin vào những luật lệ nữa. Brandon định ngăn cản nhưng cậu cũng hiểu lý do mà bố mình đưa ra những luật lệ đó là vì mong muốn những người có siêu năng lực trở thành người tốt, chứ không phải để họ sống dễ dàng hơn. Đây không phải là điều đơn giản. Trong lúc trò chuyện với Becher, Brandon nhận ra vì sao bố mình lại cứng đầu với những luật lệ như vậy. Cậu bắt đầu chú ý đến chúng khi có người nghi ngờ về tính hợp lý của nó. Cuối cùng Brandon đã hiểu hơn về bố mình. Sheldon cũng hứa sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn, và hai bố con đã chính thức làm lành. Ngay lúc đó Becher xuất hiện thông báo rằng Black Star ta thật đã bị ai đó thả ra khỏi tù. Giờ chỉ có Sheldon và Brandon có thể đi chặn lại hắn. Những người khác đang giúp đỡ Walter, vì thế hai người lập tức lao đi. Nhưng họ không hề hay biết rằng Walter, trong thế giới tinh thần của Black Star ta đã nhìn thấy Jock.
hai người ngay lập tức lao vào đánh nhau, nhưng với siêu năng lực tinh thần Water đương nhiên không phải là đối thủ của Job. Trong khi cơ thể của Water ngày càng yếu đi trong thế giới thực, GJ quá lo lắng nên đã lao vào giúp đỡ. Nhưng chưa kịp làm gì thì Job đã khống chế Water trên không trung. Hắn ta muốn tính sổ với Water, vì chính ông đã khiến Job trở mặt với liên minh chính nghĩa. Job còn cho Water xem kế hoạch tiếp theo của mình. Trong khi đó, Brandon chỉ một lòng muốn cứu người đã bị Black Star tấn công. Black Star siết cổ Brandon và hỏi Sheldon rằng ông muốn kiên trì với luật lệ hay cứu con trai. Sheldon do dự một hồi lâu không biết lựa chọn ra sao. May mắn thay Bear chờ kịp thời đến từ phía sau Black Star phá vỡ cục diện. Hai bố con Sheldon nắm lấy cơ hội phản công, nhưng đáng tiếc là họ vẫn không đủ sức đánh bại Black Star. Nhìn thấy bố bị đánh tơi tả, Brandon dồn hết sức đấm bay Black Star. Lần này cậu không giết hắn mà tuân thủ đúng theo quy định của liên minh chính nghĩa. Nhưng tiếc thay bố không kịp thời ra tay cứu mình khiến cậu cảm thấy vô cùng thất vọng. Brandon chỉ im lặng quay lưng bỏ đi, để lại cho Sheldon lúc này chỉ ngước mắt nhìn theo bóng lưng con trai mình. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cuối cùng Water và GJ cũng thoát ra khỏi thế giới tinh thần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giai Cao lập tức rời đi. Water chia sẻ thông tin mà Job đã cung cấp cho Gray, và không ngờ đó lại là hình ảnh Job giết chết hai bố con Brandon. Tối hôm đó, Water đến tìm Giai Cao. Cô tưởng rằng bố đến để thanh toán khoản tiền 1 triệu mà ông đã thuê cô. Hai người đều có khả năng đọc suy nghĩ của nhau, nên đứng trước mặt nhau hai người họ thực sự không còn bí mật nào. Giai Cao sớm đã phát hiện ra rằng bố mình đã tạo ra bản sao của Black Star và đổ tội cho Job, đồng thời thả Black Star thật ra. Ông đã gây rối để chia rẽ mối quan hệ giữa bố con Sheldon, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Chỉ trong hỗn loạn mới có thể sinh ra một người lãnh đạo mới. Đó mới là mục đích thật sự của Water, ông muốn trở thành Utopian mới. Trong mắt mọi người, Job sẽ trở thành kẻ chủ mưu, Sheldon sẽ là người lãnh đạo vô dụng, còn Water sẽ là người anh trai tốt bụng thấu hiểu lòng người và nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng Giai Cao lại trở thành một phần thừa trong kế hoạch của ông. Nếu không có GJ gợi ý, Water sẽ không bao giờ cho con gái tham gia. Giai Cao đề nghị sẽ giữ bí mật này cho Water với điều kiện ông phải đưa cô 50 triệu. Water biết rằng chỉ có người chết mới khiến mọi người an tâm. Cuối cùng Water đứng bên cạnh người em trai đang bất lực, như thể ông ta đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho Sheldon. Đó là toàn bộ nội dung mùa 1 của bộ phim Di Sản Mộc Tinh. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Hãy để lại câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn khác.